Trên báo nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nè, à, xe có ngồi sau trên đó mấy lần hỏi á. Đó, xe có bạn đổi. Này chị. Ủa về đây chị ta? Có tiền hồi sạc đầu luôn á. Ngày 28 tháng 10 trên mạng xã hội xuất hiện clip với tiêu đề 57 chiếc xe nối đuôi đưa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm quê tại Bến Tre và ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên, trưa nay 30 tháng 10, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định không có chuyện Chủ tịch Quốc hội về thăm quê ngày 28 tháng 10 vì hôm đó bà Kim Ngân bận điều hành phiên họp Quốc hội cả ngày. Một nguồn tin khác cho biết, sự thực đây là đoàn xe chở đại biểu các ngành địa phương ở Bến Tre và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long về tham quan diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2016, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 10. Thêm xe cấp cứu nữa. Đúng bánh nằm đúng đó. Đây là bánh xe đò luôn. Không, xe đó xe quân sự á. Khoảng 10 giờ hôm nay tại thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng. Vụ nổ gây chấn động mạnh khiến toàn bộ xưởng chế biến giòn khoảng 100m2 lợp bằng mái ngói và tôn bị sập. Mái tôn bay sang các nhà xung quanh, dư chấn làm rung chuyển một góc, bao gồm các ngôi nhà liền kề. Đến 15 giờ 30 phút, thông tin bước đầu xác định có 4 người chết, 11 người khác bị thương, hiện đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Ngày 30 tháng 10, Bộ Y tế khẳng định em bé bị đầu nhỏ ở Đắk Lắk nhiều khả năng do virus Zika và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mang dị tật này. Như vậy, Việt Nam là quốc gia thứ hai trong khu vực Đông Nam Á ghi nhận trẻ sinh ra bị chứng đầu nhỏ do virus Zika. Đến nay, cả nước ghi nhận 9 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 5 ca, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Long An, mỗi nơi có một bệnh nhân. Một sản phụ 23 tuổi quê ở Tiền Giang ngày hôm qua nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh vì đau bụng dữ dội, tưởng do rối loạn kinh nguyệt. Tuy nhiên, thật bất ngờ là tại đây, sản phụ được bác sĩ thông báo có thai 36 tuần và đang có dấu hiệu chuyển dạ. Khoảng 10 phút sau khi vào phòng sinh, sản phụ đẻ thường bé trai nặng 3,1 kg, hiện hai mẹ con đều khỏe mạnh. Chiều ngày 29 tháng 10, một người đàn ông ở thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bị tai nạn giao thông, được người nhà đưa về khâm liệm. Trong quá trình dọn dẹp đồ đạc, mọi người phát hiện dưới gầm giường nạn nhân có hai quả mìn tự chế. Nhận tin báo, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa hiện trường, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời tiến hành các biện pháp vô hiệu hóa hai quả mìn hẹn giờ này.
Những ngày gần đây, tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, nơi giáp danh với huyện Xuyên Lộc của tỉnh Đồng Nai đã rộ lên tin đồn thi thể của bà NTP, 43 tuổi, ngụ ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, bị sét đánh thiệt mạng, cùng với anh Lê Văn Hiền, 26 tuổi, ngụ thôn 3, Tân Đức, bị quật mồ, khiến người dân hoang mang. Tuy nhiên, ngày hôm nay, thông tin từ cơ quan chức năng khẳng định không hề có chuyện kẻ xấu quật mồ thi thể người bị sét đánh như đồn thổi. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày hôm nay cho biết, máy bay hải quân nước này đã phát hiện 4 tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn hoạt động xung quanh bãi cạn Scarborough, trái ngược với thông tin trước đây là tàu Trung Quốc đã rời đi. Mặc dù là như vậy, theo ông, thì dù tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn ở đó, nhưng ngư dân Philippines có thể đánh cá tại khu vực này mà không bị quấy rối. Trưa ngày hôm qua, Xuân Trường lần thứ 2 được góp mặt trong đội hình gia quân của Incheon United. Anh có màn thể hiện tốt và cùng đồng đội giành chiến thắng trước Pohang Steelers. Nhận định về cơ hội tỏa sáng của Xuân Trường, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng anh lẽ ra phải đá chính ở Hàn Quốc từ lâu rồi. Vị huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi bóng của cầu thủ này, đồng thời đặt kỳ vọng sau khi chơi tốt ở Hàn Quốc, Xuân Trường sẽ trở về làm điểm tựa tốt cho khu trung tuyến đội tuyển quốc gia. Trong đêm chung kết giọng hát Việt nhí 2016 diễn ra ngày hôm qua, cậu bé 9 tuổi Trịnh Nhật Minh, học trò của Đông Nhi và ông Cao Thắng đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Trả lời báo chí sau chiến thắng của con trai, anh Trịnh Nam Cường, bố của Nhật Minh, là diễn viên nhà hát chèo Hà Nội chia sẻ. Trong khoảnh khắc nghe tên Nhật Minh được dướng lên, anh hạnh phúc vỡ òa. Anh tâm sự, bản thân không lo lắng việc nổi tiếng sớm sẽ khiến Nhật Minh mắc bệnh ngôi sao, bởi từ nhỏ cậu bé đã được bố bảo ban, rèn cho lối sống giản dị, chân thật. Sau một năm yêu nhau, Trấn Thành và Harry Won được cho là sẽ tiến tới hôn nhân. Theo tin từ vài nhà thiết kế, đôi nghệ sĩ đã đặt đồ cưới chuẩn bị hôn lễ, dự kiến bí mật diễn ra vào ngày 25 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bạn bè của cả hai cho biết tiệc cưới sẽ được thắt chặt an ninh ở mức tối đa để đảm bảo sự riêng tư cho cô dâu và chú rể. Bí mật vùng 51 và cuộc chạm trán UFO chấn động lịch sử Mỹ. Được xem là một trong những khu vực bí ẩn và được canh gác tuyệt mật nhất trên thế giới, vùng 51, Area 51 của Mỹ luôn là cái tên nổi tiếng và thu hút nhiều sự chú ý của nhiều nước trên thế giới. Nằm tách biệt trên một vùng sa mạc rộng lớn thuộc tiểu bang Nevada, cách thành phố Las Vegas 134 km về phía bắc. Vùng 51 được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower 1890-1961 năm 1955. Khu vực được cho là căn cứ không quân tuyệt mật, chuyên thử nghiệm các loại máy bay và vũ khí này, liệu có đang che giấu và nghiên cứu bí ẩn mà cho đến nay chúng ta vẫn đang hoài nghi, UFO và người ngoài hành tinh. Xung quanh khu vực rộng 920 km2 này nổi lên hàng loạt lời đồn đoán liên quan đến cuộc chạm trán với UFO và người ngoài hành tinh chấn động nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đầu tiên phải kể đến cuộc chạm trán với UFO có 102 trong lịch sử Mỹ. Hẳn nhiều người quan tâm đến UFO và người ngoài hành tinh đã ít nhất một lần nghe về sự kiện Roswell năm 1947 qua phim ảnh và báo chí, gây chấn động trong lịch sử nước Mỹ. Ngày 7 tháng 7 năm 1947, một UFO vật thể không xác định hình đĩa bay đã lao thẳng xuống thị trấn Roswell, vốn thanh bình của tiểu bang New Mexico của Mỹ. Cả nước Mỹ chao đảo khi một chủ trang trại chăn nuôi gia súc tên là Mark Brazen phát hiện những mảnh vỡ kim loại khác thường với những vết tích thon dài 100 mét đầu tiên và mang theo những mảnh vỡ kim loại đó báo cáo cho chính quyền địa phương. Thông tin nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Câu chuyện và bằng chứng mảnh kim loại từ đĩa bay của Mark Brazen chính thức mở đầu cho cuộc săn lùng UFO sau này của Mỹ. Không hiểu vì lý do gì mà quân đội Mỹ đã thu hồi lại phát ngôn rằng có một UFO gặp nạn và họ đã thu thập xác đĩa bay vài giờ sau đó, rồi thay thế bằng tuyên bố rằng đó chỉ là mảnh vỡ của khí cầu thời tiết. Vụ việc bị ém nhẹm và lãng quên trong hơn 3 thập kỷ sau đó, cho đến ngày tài liệu của một mật vụ tình báo Mỹ bị rò rỉ thông tin. Nội dung của tài liệu bị rò rỉ tiếp tục khiến người Mỹ chao đảo. UFO gặp nạn vào mùa hè năm 1947 chính là phi thuyền của người ngoài hành tinh. Tài liệu còn cho biết những mảnh kim loại vỡ của phi thuyền này không thuộc bất cứ loại kim loại nào tìm thấy trên trái đất. Thậm chí người ta còn đang giữ xác người ngoài hành tinh, những người điều khiển UFO và gặp nạn tại Roswell năm đó. Thứ hai là vụ việc vùng 51 đang che giấu sự thật về Roswell. Vùng 51 của Mỹ được cho là căn cứ chuyên nghiên cứu những loại máy bay, vũ khí kỳ lạ chưa từng được biết đến trên thế giới. Trong đó phải kể đến những cái tên như hệ thống điều khiển thời tiết, công nghệ du hành xuyên thời gian, phát triển hệ thống động cơ đẩy bất thường liên quan đến chương trình Aurora, hay các hoạt động liên quan đến một chính phủ bóng tối gọi là Majestic 12.
Vì được cho là căn cứ chuyên nghiên cứu và thực hiện những điều không thể tưởng tượng, nên nhiều người cho rằng chính vùng 51 đang giữ thi thể của người ngoài hành tinh sau vụ Roswell năm 1947 và đầu tư những khoản tiền khổng lồ nhằm phục hồi phi thuyền hình đĩa bay năm đó. Tuy nhiên, nhìn dưới một góc độ khác, người ta đang nghi ngờ vùng 51 chính là nơi sản xuất ra những chiếc UFO kỳ lạ đó, vì không thể ngẫu nhiên mà quốc lộ 375 dẫn đến căn cứ tuyệt mật này xuất hiện vật thể bay kỳ lạ nhiều nhất nước Mỹ. Phải chăng trong một cuộc bay thử nghiệm năm 1947, một UFO made in trái đất của vùng 51 đã gặp nạn? Để bưng bít sự việc và che mắt dư luận, quân đội Mỹ đã phải bí mật thu dọn đống đổ nát, tiếp tục nhiệm vụ phát triển những dự án vũ khí không tưởng của mình. Thậm chí những lời đồn đoán úp mở về vùng 51 lại chính là cái lợi cho căn cứ này, vì nó vừa đánh lạc hướng được những thế lực tò mò về vùng 51, vừa vô hình chung tạo nên những bức màn bí mật quanh vùng 51. Ngoài ra còn có trường hợp, một nhà nghiên cứu làm việc gần vùng 51 tên là Robert Lazar từng tuyên bố bị người ngoài hành tinh bắt cóc và làm thí nghiệm năm 1987. Ông còn cho biết quân đội Mỹ sở hữu những tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh và đang chế tạo loạt vũ khí áp dụng công nghệ cao ngoài trái đất. Nếu như vùng 51 đúng là căn cứ không quân được thành lập từ cách đây 61 năm, thì tại sao khu vực này lại nằm ở nơi sa mạc hẻo lánh, tránh xa sự dòm ngó của dân thường và được canh giữ tuyệt mật đến như vậy? Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại.